Xuân Đỗ Đỏ xin kính chào các bác. Hôm nay em lại vừa nhập về được 40 chiếc con lọc nguồn DB Aquatic với cái mã là 10 Pro. Đấy thì mang thêm vào đây cho bác là được bác thử bóc cho các bác xem này. Thì hôm trước là còn hai cái lẻ. Đấy, hôm vừa rồi thì em lấy 20 chiếc thì còn có hai cái thôi. Em không ngờ là cái lượng bán hàng nó khá là nhanh. Cái lượng quản lý nguồn lọc kim lọc nguồn này của để hãng DB thực sự là nó đã bán ngoài mong đợi của em. Đã đi hết theo còn đúng hai cái lẻ đây. Thì như thế là nói các bác đấy, thì còn lý nguồn của hãng DB này thì nó có kim luôn, lọc nguồn cái bộ phận lọc nguồn là được sản xuất tại Mexico nhập khẩu về và chất lượng rất là tốt. Đây là cái model cao cấp nhất của hãng DB Aquatic, cho nên là với cái giá thành như em đã thông báo các bác những clip trước đó là 2.500.000 đồng. Sắp tới em sẽ nhập một cái model thấp hơn, đó là model 10 Plus. Thì cái giá thành của cái con đó thì khá là rẻ, nó chỉ hơn 1 triệu thôi. Hơn 1 triệu. Còn đây là model là có lọc nguồn. Thì cái model mà 10 Plus thì nó sẽ không có lọc nguồn các bác nhé. Còn chỉ cái model 10 Pro này, đây là model cao cấp nhất, cao cấp nhất của hãng, thì nó mới có lọc nguồn. Thì lọc nguồn là được nhập khẩu tại Mexico, sản xuất tại Mexico luôn, và nhập khẩu về để mà lọc lắp cho trong cái con này. Thì trong đây có một cái thiết bị lọc nguồn như em đã làm cái video trước á, thì các bác có thể vào những cái video trước đó các bác xem giùm em nhé. Từ từ để em lấy ra ngoài cho các bác xem. Thì đây là cái con quản lý nguồn kim lọc nguồn của hãng DB Aquatic với cái mã là P10 Pro. P10 Pro đây là cái bông dòng model cao cấp nhất của hãng DB hiện nay sản xuất ra. Và các bác nhớ cho em một chút, đó là hiện tại trên thị trường bây giờ rất là nhiều thiết bị lọc nguồn, xin lỗi thiết bị quản lý nguồn, nhưng mà những thiết bị đó đều là thiết bị hàng trôi nổi và với chất lượng rất là kém, giá thành cũng khá là rẻ. Thì những thiết bị đó nó cũng sẽ không có lọc nguồn các bác nhé, nó chỉ có gọi là bật cái chức năng bật tắt như quản lý nguồn bình thường, nghĩa là bật từ 1 đến 8, không 8 là ngược lại thế thôi, và hoàn toàn nó cũng không có cái thiết bị lọc nguồn để mà sử dụng. Thì những thiết bị đó cái giá thành hiện tại trên thị trường chỉ dao động tầm khoảng trên 1 triệu một chút là chúng ta đã có rồi. Đấy, thì những thiết bị đó những hãng gần như là không có tên tuổi, đa số là họ tự in tên, tự in tên và không được là bảo hành chính hãng gì cả. Nếu mà không may có lỗi thì những cửa hàng bán là họ sẽ tự đi sửa và gửi cho các bác thôi, chứ cũng không được chịu độ bảo hành của hãng các bác nha. Thì đây là một sản phẩm chính hãng của hãng DB Aquatic, chính như vậy nó sẽ có tem bảo hành điện tử. Bảo hành điện tử luôn thì các bác sẽ được bảo hành 1 năm với những ưu đãi thực sự rất là tốt. Và chỉ có hãng DB họ nhập khẩu ở Việt Nam mình thì chúng ta mới được những ưu đãi đó. Thì cái giá thành con này như là báo các bác rồi, giá của nó là 2.500.000 đồng. Còn hãng DB này nó có một cái model nữa là thấp hơn, đó là model P10 Plus. P10 Plus thì cái dòng P10 Plus hiện tại hãng DB họ đã bỏ mẫu, họ đã bỏ mẫu và sắp tới họ sẽ có một cái model cải tiến của hãng P10 Plus, thì bên em là sẽ nhập lại. Bởi vì cái bảng model P10 Plus ngày trước thì thực sự em không thích lắm, em không nhập. Và bây giờ sắp tới họ sẽ cải tiến cái P10 Plus rất là đẹp, và cho mặt phay nhôm phía trước luôn, mặt phay nhôm luôn rất là đẹp luôn, và chất lượng họ cao hơn. Nên là sắp tới có thể em sẽ nhập cái model P10 Plus nữa, thì cái giá thành nó cũng khá là rẻ, nó cũng chỉ hơn 1 triệu thôi. Nhưng mà các bác lưu ý cho em là những thiết bị đó với giá thành rẻ thì đương nhiên nó sẽ không có thiết bị lọc nguồn. Còn riêng cái con P10 Pro này, đây là thiết bị cao cấp. Chính vì vậy nó sẽ có thiết bị lọc nguồn bên trong, và nó sẽ cho cái điện nó sạch hơn, và nó đảm bảo các bác là nếu các bác nào mà dùng những bộ nghe nhạc mắc tiền thì dùng những con này, nó sẽ cho có đường điện nó sạch và nó cho được chất âm nó sạch hơn, nó đẹp hơn rất là nhiều, rất là ok các bác nhưng mà an toàn nữa. Trong không may chập cháy thì đó, thì những thiết bị này nó sẽ bảo vệ cái đàn karaoke các bác, và cũng như là những cái đàn nghe nhạc mắc tiền của các bác nữa. Đây là một sự lựa chọn và nó là quá là ok luôn cho các bác luôn. Đấy, thì còn ở trên thùng thì đương nhiên là nó sẽ cho chúng ta một cái cuốn sách hướng dẫn. Đấy, cuốn sách hướng dẫn, nhưng con này em nghĩ chẳng ai dùng tới, bởi vì cái con này chẳng có gì để mà gọi là hướng dẫn sử dụng cả. Nó rất là đơn giản luôn. Khi chúng ta cắm điện vào chúng ta ấn lúc này là nó sẽ tự động nó bật tắt. Ấn gần là nó tắt thôi, thế thôi. Còn hoàn toàn không phải lo gì cả. Khi trước thì nó cho chúng ta là hai cổng USB 12 điện 12V. Hai điện 12V để chúng ta có thể sử dụng. Phía sau thì 7 cổng. Đấy, xin lỗi nha. Phía sau là 8 cổng điện và trước 1 cổng nữa. Thì đây là một cái sản phẩm mà nó là cực kỳ ưng ý cho chúng ta, đặc biệt là những dàn karaoke mà các bác rất là tâm đắc luôn.
Với chức năng của cái con này thực sự rất là tiện lợi, như em đã nói các bác phía trước á, đó là rất là tiện lợi cho các bác những gia đình mà có bố mẹ là cũng có túi rồi và hoàn toàn không có giỏi về mấy cái chuyện điện đóm này, thì chúng ta cứ việc cắm những cái bộ thọc karaoke và chúng ta vào đây và bố mẹ ở nhà muốn sử dụng cứ ấn một nút này là xong, thế là cứ thế là hát xong, lúc nào hát xong lại tắt đi thì nó rất là an toàn và nó không lo chập cháy và không lo hư hỏng đồ của ta cho các bác nha. Chúng ta đi làm về không lo, rất là thoải mái luôn. Còn cái thùng đây, một thùng đây là một thùng nguyên đấy bác này, đây một thùng nguyên nữa nó đây, đang của hãng tiên của bằng kia của hãng DB Avotec này, hãng niêm phong này, thì chúng ta bóc ra đây. Cái trong này nó sẽ có năm được thiết bị các bác nha. Một hộp này, một thùng này nó sẽ được năm cái lọc nguồn. Đây thì những bác nào mà có nhu cầu mà lấy về để mà bán thợ kinh doanh hay là gì đó thì cũng thể liên hệ em để chúng ta có những cái giá tốt hơn. Và đặc biệt những bác nào mà dùng gia đình thì đấy là thực sự là một lựa chọn mà chúng ta đáng mà suy ngẫm và nên sử dụng các bác nhé. Đấy, cảm ơn các bác rất là nhiều và hẹn gặp lại các bác ở những clip sau. Chào và hẹn gặp lại ạ.